这条路漫漫又长。Xin gửi tới anh em lời chúc mừng năm mới, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc anh em. Vừa rồi là lễ chào cờ và cử hành quốc ca của Thái Lan. Chúng ta sẽ đến. Vận hành quốc ca của Nhật Bản, chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của hai đội bóng. Đấy là Okunuki và cao nhất trên công đó tiền đạo Michael Sơn. Các thủ chơi vị trí tiền vệ gồm có đó là Sufanas. Họ không có quá nhiều những cái tên thực sự. Ôi, truyền thống đó là áo xanh em nhá. Bên phía Thái Lan sẽ bảo vệ là bên phía phải. Như vậy một nó bắt đầu. Đây là cơ hội bóng dành cho bên phía Thái Lan, khá nguy hiểm. Ở cấp độ cao nhất đó là đội tuyển quốc gia thì đây là đường truyền của đó là Junya Ito, rất nguy hiểm. Không được, đó là Jizotaro Ito. Góc đàm của dành cho Nhật Bản. Trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Á. Ở hai trận đấu thuộc vòng loại cũng từ bàn và hàng thủ đến 18 bàn trong năm 2023. Góc 4 mình nghĩ là ổn nhá, chọc nhá. Người tiền đó là Ito. Không được. Có sự xuất hiện của tiền đạo đó là Supachai. Vẫn là tuần Nhật Bản. Thêm tứ căng ngang vào trong phản cứng sơ lạc nhá. Đây là cơ hội dành cho Nhật Bản giúp năm mới vui vẻ và may mắn nhá. Anh em vào sau thì tham khảo nhé. Akuma rất hay. Tiền thuộc giải vật quốc gia của Bì. Ito, vẫn là Ito, dứt điểm. Vẫn không được. Gần bóng số 19 đó là Charo Nhật Bản. Không được, khá nguy hiểm. Cược cho nhau 100%. Nạp vào rút tiền siêu nhanh chỉ 3 phút. Vào sau thì tham khảo nhé. Trận này thì mình nằm Thái Lan và xỉu nhé anh em nhé. Và họ cũng chưa mắc bất kỳ lỗi nào trong những phút đã qua của một hiệp một này bạn. Hiệp một này thì mình giữ là đá cho năm 2023 của Thái Lan. Họ thắng 6-3, 1-6. 14 tháng 1, đó là vào khung giờ 18:30. Không phải là đội hình mạnh nhất nhé, thích bố tài ơi, Giáng sinh và năm mới. Nhưng những chân sút tốt nhất của Nhật Bản thì vẫn chưa trở lại với đội FIFA World Cup vào năm ngoái. Khi đó thì Nhật Bản đã tiến tới vòng 1/8. Lại cho Trang Khamai. 1/3 thời gian cùng một đã trôi qua với Nhật Bản. Sano sẽ đi kèo trận đấu này. Không đưa. Chắc vẫn là Michaelson. Đưa bóng vào. Người tiện đó là Rarue Sachs. Đánh đầu Thái Lan. Nhưng đường truyền cuối cùng của số 11 đó là Bodin Phala vẫn ở cảng Thái Lan. Không đưa. Khớp bàn Tanaka. Vẫn không được. Khoảng trống rất nguy hiểm. Dứt điểm. Thường dài vô địch quốc gia của Bỉ. Tình huống phạt góc thứ 6 trong của hiệp 1. Bodin Phala. Phạt tỷ số vẫn đang là 0-0. Đưa bóng vào. Rất nguy hiểm. Mình chưa nhìn rõ thủ môn của Nhật Bản. Một thủ môn hình như là tuyển quốc gia. Mình dự đó là con lai đấy.
Khả năng hiệp 2 thì những chân sút tốt hơn của Nhật Bản sẽ được tung vào sân. Cũng rất kiên cường. Vòi chiến Thái Lan khá nguy hiểm. Cơ hội dành cho Nhật Bản đang có rất đông. Ta có thể thấy Thái Lan không hề thua kém so với Nhật Bản. Cơ hội dành cho Nhật Bản dứt điểm xuống và lướt đi như một chú sóc của Ito. Ryotaro Ito. Đây là dàn dự bị của Nhật Bản, những ngôi sao của Nhật Bản.